Mình tên là Hoài Ân, mình là Công. Hiện tại thì mình đang là trưởng phòng marketing của một công ty bất động sản. Hoài Ân. Hoài Ân là tên thiệt hả? Tên thiệt mà mọi người thường gọi mình là Cao. Đang là lesbian. Mình là transgender. Thôi, thật sự là Su không nhìn ra được. Ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với một phần là không thể thiếu trong chương trình Bí mật cầu vồng. Đó là hỏi xoáy đáp xoay. Câu đầu tiên nha, tốt nhất là gì? Tốt nhất là những người tốt, mình lâu lâu quên mình là tốt. Mấy con tốp ra bình thường nó vậy nè. Nhắc, nhắc đi, nhắc đi. Ê, mày là tốp phải không? Gì? Mày là tốp đó. Tốp hả? Ừ. Ủa tao tốp hả? Ừ. Thiệt không? Thiệt. Đó, tốp nhắc đó. Có những người tốp nhắc đó, phải có những người bạn tốt. Phải nhắc nó liên tục. Nhiều khi đi ngủ cũng nhắc nó nữa. Nhiều khi nó ngủ vô giấc mơ, nó làm là bớt lại. Phải nhắc nha. Câu thứ hai ông muốn hỏi là làm sao để phân biệt được một frame cá tính với lại một FB mềm? Một frame cá tính của FB mềm kìa. Nhìn theo cái phong cách họ mặc đồ thì chắc frame cá tính thì họ hay mặc những cái đồ cá tính giống như là áo hở rúng á. Crop top. Ờ đúng rồi. Crop top. Cái loại váy hoặc là mang thêm đôi giày. Đồ da đồ đó, cá tính là đồ da. Đồ da đó. FB mềm là tôi nói thử có phải không nha? Để tóc dài nữa nhưng mà trên tinh thần là người ta vẫn làm chồng. Đúng rồi. Mới là FB. Tôi có một người bạn làm chồng nhưng mà vẫn để tóc dài bình thường, vẫn như con gái bình thường. Nhưng mà người ta có cách cá tính mạnh đúng không? Đúng rồi, cái bản lĩnh và cái cách mà đối xử bên ngoài rất là đàn ông. Rất là kiểu ga lăng nè, rồi có những tính nóng của đàn ông luôn. Đó. Cho ông hỏi câu hỏi thứ ba nha, là dấu hiệu nhận biết của một center ở trong đám đông. Thật sự thì cái dấu hiệu nhận biết của một center trong đám đông rất là khó. Không có thể nào mà dùng mắt để nhận biết được. Hành động cử chỉ cũng không nhận biết được luôn. Tại vì khi mà họ là một center thì á, họ có những biểu hiện của boss, có luôn cả những biểu hiện của top. Đó, cho nên là nhìn là khó rồi. Tại vì nếu mà chỉ cần họ đang ở giữa nè, họ hơi thể hiện bên ngoài là nữ tính quá thì mọi người quy chụp đó là boss. Mà hơi mà gồng quá thì mọi người nói là top. Ăn mặc bên ngoài cũng vậy. Người đó ăn mặc theo kiểu mà bụi bặm phong trần thì nghĩ là top. Còn khi mà hơi chải chuốt chút xíu, mặc đồ gọn gàng, kiểu là trao chuốt xíu thì mọi người lại quy chụp đó là boss. Center là khó xác định nhất. Chỉ trừ khi trong mối quan hệ đó gặp quen hỏi em là boss nè, anh là gì? Anh là top đó. Anh là center gì đó. Bắt đầu mình mới chia sẻ thì mới biết. Chứ nhận biết là khó nhận biết lắm. Không có ai mà nhận biết được trơn, trừ khi chỉ có cái kiến chiếu yêu. Phim hồi xưa, phim kiếm hiệp hồi xưa đó, có kiến chiếu yêu chiếu ra. Còn cái này là kiến chiếu gay. Kiến vô là ai top, ai boss. Su đang nghiên cứu tóc bạc luôn. Khi nào mà Su ra mắt cái kiến chiếu gay đó thì sẽ bắt đầu bán rộng rãi cho mọi người. Để tránh là cái tình trạng mà chị em mình ăn nhầm nhau. Nhiều lắm, bây giờ xã hội nhiều lắm. Bây giờ hỏi câu hỏi cuối cùng nha. Thì trend guy là có quen với con trai hay không? Trend guy có thể quen với con trai. Cái đó là tùy mọi người, tùy cảm xúc thôi. Ok, ha. Trend guy vẫn có thể quen được con trai hả? Giống như đây, và đây, vẫn quen được con trai. Cuộc đời này có nhiều cái khó hiểu. Tại sao con trai nó không quen mình mà đi quen trên gái? Tại sao không quen tôi? Có nhiều cái hấp dẫn hơn. Giống như là lúc mà đi ra gặp tiếng sét ái tình. Hấp dẫn hơn? Điểm nào? Thì mình đã nói là họ gặp tiếng sét ái tình. Rồi không lẽ sau này ra đường tôi đem cái bình ắc quy tôi chích điện tụi nó. Không hiểu được, thật sự không hiểu. Bạn có thể yêu một người đàn ông không? Bây giờ thì không, nhưng mà chưa biết là tương lai thì có thể là có. Thấy chưa? Nhưng nếu một ngày nào đó bạn yêu một người đàn ông thì bạn sẽ có thay đổi gì mình không? Hay là vẫn như vậy? Không, ông vẫn như vậy. Vẫn như vậy. Đó là ở thời điểm hiện tại mình đang nói vậy thôi. Quen con trai đương nhiên nó sẽ đòi hỏi. Tại mình yêu nó mà. Nhưng mà lúc đòi hỏi là em phải là con gái. Người ta thích mình lúc mà mình mới gặp mặt là người ta đã thích mình rồi. Nên họ đâu có cần người yêu họ thay đổi. Trời, không lẽ giờ gỡ một tóc giả ra gãi chứ khó hiểu quá. Thì như gay vậy thôi. Không, thí dụ nè. Mình đặt ngược vấn đề là một người chuyển giới nữ thì làm sao yêu một bà bánh bèo? Vẫn yêu được mà. Vẫn yêu được. Vẫn yêu được.
thì có những trường hợp đó rồi, bạn Su Su cũng có rồi. Nhưng mà thật sự nha, có phải là nó ít không? Nó hiếm không? Ít. Ừ, nó ít. Chứ mà nó đại trà là chết. Đúng rồi, nó đại trà là lộn lộn á. Chút đỉnh thôi, chút đỉnh thôi nha. Không có được nhiều như vậy nha. Nhìn thẳng vào đôi mắt tôi. Cái gì? Nói cho tôi biết. Tôi không có. Có bao giờ rung động với người đàn ông nào chưa? Không, nhưng mà không, tại sao mà hồi nãy dám khẳng định là vẫn được? Thì tôi biết bạn tôi có quen. Có bao giờ chưa dạ Ân? À, trước đây mà trước khi mà Ân thay đổi á thì Ân cũng có từng quen một bạn rồi. À, là trước kia là khi mà mình là còn là thở thiếu niên, thời niên thiếu đó. Đúng mình rồi. Vẫn còn một mái tóc bồng bềnh như vậy đúng không? Chính xác. Đó là mình vẫn yêu trai bình thường, là cái vấn đề đó bình thường. Còn ý nó thời điểm này nè, có bao giờ rung động với con trai nào chưa? Chưa, cho có trai của Ân thôi. Nó lầm đúng không? Phải nó bị lộn không? Thì cũng có bạn là lộn Ân là gay, nhưng mà cũng có bạn là biết Ân từ trước đây rồi. Nhưng mà vẫn... Đúng rồi. Cuộc đời này thú vị nha. Tình yêu không phân biệt gì hết, chỉ nó... tới là yêu thôi. Nói vậy tôi sợ nha. Sao? Bữa giờ ngồi cứ địa tôi hoài. Có lẽ là bây giờ mình sẽ đến phần tiếp theo. Một phần mà có lẽ là mình sẽ khui bới móc ra tiếp. Đó là bật mí bí mật. Trước đây á, thì Ân có quen người yêu á, thì mỗi lần mà quen á thì bạn đó cấm dục. Thời gian gần đây á là bọn Ân cãi nhau một tháng đến 10 lần hoặc là hơn nữa. Cấm dục là không cho quan hệ đúng không? Đúng rồi. Rồi ok, có lẽ là vấn đề này thì Di Bảo là người có kinh nghiệm thì có lẽ là dễ chia sẻ hơn. Lúc trước thì mình có quan hệ hay không, hay là gần đây người yêu của bạn mới là cấm bạn? Trước đây là bọn Ân cũng có quan hệ, nhưng mà dạo gần đây thì vì bọn cãi nhau khá là nhiều á nên là bọn Ân không có ấy, mà mỗi lần mà kiểu đụng đến người thì cảm thấy là khó chịu với nhau nhiều hơn. Chắc là hai bạn á đang có những cái khúc mắc mà mình chưa có giải tỏa được. Giống như hôm nay bạn đang gây nhau, bạn chưa có hòa được thì tới ngày hôm sau rồi. Tới chuyện khác rồi. Nếu mà mình đụng vô người họ, họ rất là khó chịu. Giống như bản thân của Bi, khi mà gây lộn thì Bi tìm cách đi giải quyết liền. Nhưng mà hôm đó để cả hai đều vui vẻ, càng dồn chuyện thì cả hai càng xa nhau. Thì họ không cho mình đụng vô trong người của họ luôn. Là ngày nào giải quyết ngày đó. Giống y nha Su Su. Có những lúc là giận nhau không nói gì hết, không nói chuyện gì hết. Nhưng mà tới cuối ngày trước khi mà nhắm mắt đi ngủ á, nhìn nhau hỏi bữa nay mình tổng kết, giống như mỗi ngày đều vậy, tổng kết lại coi là bữa nay có xảy ra chuyện gì không, bữa nay em có làm anh buồn gì không. Ừ không đúng không, rồi thôi, rồi bữa nay anh làm em buồn cái gì không. Bắt đầu chia sẻ, ừ buồn cái gì, gút mắt cái gì, bắt đầu giải thích. Mình không giải thích cái nó để im từ chuyện 1 ra chuyện 2, chuyện 2 ra chuyện 3. Mà khi mà tới chuyện 5, chuyện 6 thì cái chuyện 1 nó đang lớn hơn nữa rồi. Cứ lớn lớn hoài vậy rồi, không giải quyết được. Cái quan trọng không phải là chuyện cấm dục, mà cái vấn đề là cái mâu thuẫn của Ân với lại người yêu của mình. Phải giải quyết mâu thuẫn đó trước đi. Gia đình êm đẹp thì chúng ta sẽ hoạt động dục lại, chúng ta sẽ không có cấm dục. Cô ấy sẽ cởi mở ra nhiều hơn. Cởi ra luôn. Còn gì nữa không? Thì trước giờ Ân là một công, nhưng mà có sau một vài lần á Ân chuyển thành thủ á, bị rơi vào tình trạng là bị ép buộc á. Nhưng mà thật ra là ở một vài lần đó Ân cảm thấy là cũng rất là thú vị, mà kiểu như khoái á, cảm giác nằm ở dưới ghiền, nhìn ghiền không, nhìn lên trên thì cũng cảm thấy rất là thích thú. Mà nhìn lên trên đâu, nóc nhà đâu, nhìn lên mặt người đó chứ à. Ân cũng không biết là giờ Ân có nên nói thẳng với người đó hay không, hay là Ân nên như thế nào. Có nghĩa là mình đang kèo trên, mình thay đảo lộn thị phi. Đúng rồi, nó quất mình hồng xuống. Cái mình ghiền luôn, có ghiền không? Không có ghiền, nhưng mà thỉnh thoảng là mình nhìn họ mình cảm thấy thích. Ừ, nhưng mà trong cái lúc mà làm thì thấy vẫn thoải mái, vẫn rất là hai người vẫn thoải mái đúng không? Đúng rồi. Đúng không? Vậy ý Ân là bây giờ đang không biết là nói ra thẳng hay không? Nói thẳng anh xuống cho. Lên đi em lên luôn đi, được không, kiểu vậy đúng không? Mà có muốn xuống luôn không? Không, lên tỉnh thoảng thôi đúng rồi. Về nè, kêu ê ngại đứng từng từng này á anh, tuần sau em, đó là mình nghỉ kiểu vậy. Thì đó là giống tôi. Ủa vậy hả? Thôi vậy hả? Ê chia sẻ cái chơi, thỉnh thoảng thôi thì một tuần mình có thể đổi cho nhau được mà. Cái cảm giác mà lúc mà nhìn người đó ở trên á, mình thích cái kiểu họ sexy á. Có nghĩa là mình nằm như mà người đó ở trên đây đúng không? Ngồi đó hay đu cục nhà hay không? Người đó ở trên đây. À ngồi trên hả? Cuộc đời mà lên voi xuống chó chứ, phải lúc lên lúc xuống chứ, không lẽ ở trên hoài
Vấn đề quan trọng là tâm sự đại với người yêu mình đi. Tâm sự với vợ chưa? Trời, tâm sự với vợ hoài luôn đó. Đó, người ta nói rồi nè, đây tâm cái sự là nhiều khi vợ một mình... cái màu sắc mới cho tình yêu. Nhiều khi vợ mình cũng thích, tại vợ mình cũng ngại. Không lẽ tự nhiên anh vài bữa cho em làm chồng anh đi. Không lẽ vậy? Người ta là đặc biệt là người ta là gái đúng không? Không, bây giờ vậy cho nên là mình sẽ nhẹ nhàng mình tìm một cơ hội nào đó, ví dụ đang trong lúc mà mình nằm dưới đó, ê khúc này đã quá nè, đã nè, mốt nữa nha vậy đó, mình nói thôi, cái gì cũng được, mình nói là được hết đó. Không có ngại nha, còn không nói được thì đưa số điện thoại để tôi nói giùm cho, gọi tôi nói một cái là được liền. Rồi còn cái gì nữa không nè? Ân thì chỉ có hai chuyện vậy thôi. Cảm ơn Bảo với lại Su Su rất nhiều. Mà công nhận luôn, những cái bí mật của Ân là rất là thiết thực, tự nhiên trùng với bên đây luôn. Có lẽ không ngoài hai người ở đây mà rất nhiều những bạn trong cộng đồng cũng từng có như vậy, đúng không? Nhưng mà không biết hỏi ai, không biết làm sao, thì cũng may là có cái chương trình Bí Mật Cầu Vồng ngày hôm nay đã để cho các bạn chia sẻ rất là bộc bạch, rất là rõ ràng, tường tận như vậy, để cho những bạn khác vô tình xem được chương trình của mình thì cũng hiểu phần nào thêm được chút đỉnh. Cảm ơn nha, cảm ơn nha, tôi cũng học được chút đỉnh nè. Tối nay tôi về tôi xin làm trên. Rất là cảm ơn ông luôn.